Alo, Biên Hải xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn gần xa nhé. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay thì Biên Hải cũng thấy là mình cũng cần đi tiếp về cái đề tài về ngài ngoại trưởng đáng kính Henry Kissinger. Nhân vật này là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên là một số cái dòng ba sọc ở đâu nó bảo là ông này là có công chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Thì cái luận điệu này thì không thể, ông ấy tham gia vào cái quá trình đàm phán để chấm dứt chiến tranh Việt Nam thì vẫn có sự đóng góp, nhưng mà cái tội thì nhiều hơn cái công, chứ đừng có nói là ông ấy có cái công. Và để mà chấm dứt được chiến tranh Việt Nam này, ông đã có công kéo dài cuộc chiến tranh Việt Nam ra bằng cách mở rộng chiến tranh sang Campuchia và Lào, làm ngăn chặn cái con đường tiếp tế về quân lương, về con người, về vũ khí, khí tài chiến tranh từ miền Bắc chuyển vào trong chiến trường miền Nam, và đã thảm sát hơn 50.000 người dân Campuchia. Thì cái chuyện này thì nó là những câu chuyện lịch sử thiết nghĩ Biên Hải không cần nói đến nữa. Tuy nhiên hôm nay là Biên Hải muốn gửi đến quý vị và các bạn một bài báo ở trên Công an Nhân dân. Đó là người ta viết về cái tội ác lịch sử của Henry Kissinger đối với các dân tộc, đối với các nước ở châu Á. Lưu ý là các nước châu Á, còn chưa nói đến các nước châu Phi và Mỹ Latin. Trong cái thời gian ông ta còn cái ảnh hưởng chính trị, quyền lực chính trị của ông ta trực tiếp trên chính trường Mỹ. Xin mời các bạn, bây giờ thì Biên Hải sẽ chia sẻ lên đây để đọc cho chúng ta cùng nghe, cùng xem. Đấy, báo cáo quý mợ xem có rõ không ạ? Đây, tội ác lịch sử của Henry Kissinger ở các quốc gia châu Á. Những trận ném bom giải thảm ở miền Bắc Việt Nam, nạn diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia, cuộc tắm máu người Hindu thiểu số ở Pakistan, tất cả các sự kiện bi thảm này có bàn tay thao túng của ông trùm đối ngoại Henry Kissinger. Trong cuốn sách viết về tiểu sử Henry Kissinger của mình, tiến sĩ Walter Isaacson đã chỉ ra việc Kissinger đã nhờ FBI đặt máy nghe lén ở các nhà báo và quan chức chính phủ Mỹ như thế nào. Trong số những mục tiêu đó có cả cấp dưới thân tín của ông. Cuốn băng đó được công bố. Qua nội dung của nó, người ta biết rằng sau năm 1975, trong lúc nước Mỹ thảo luận về tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ, Kissinger đã từng nói với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông hãy nói cho người Campuchia, thực chất là nói với bọn Khmer Đỏ chứ không phải là nói với nhân dân Campuchia, chúng tôi sẽ là bạn của họ, họ là những tên côn đồ giết người nhưng chúng tôi sẽ không để điều đó ngăn cản chúng tôi. Gần đây nhất, một cuốn băng nghe lén từng được đặt trong phòng bầu dục, nơi làm việc của Tổng thống Mỹ, được công bố đã cho biết Kissinger từng nói với thái độ bất nhân như sau: nếu họ, tức là ám chỉ người Nga, đặt bọn Do Thái vào hầm hơi ngạt ở Liên Xô, người Mỹ sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Tháng 6 năm 2013, tại dạ tiệc chiêu đãi sinh nhật lần thứ 90 của Kissinger tại nhà khách sạn Regent ở New York, các vị khách quan trọng được mời bao gồm vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton, nguyên cố vấn an ninh quốc gia cựu Ngoại trưởng Rice, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và nhiều người khác, và hàng trăm người khác. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nâng ly ca ngợi tiền bối Kissinger là một chính khách không thể thiếu. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain trả lời phỏng vấn một tờ báo: tôi biết không còn cá nhân nào được tôn trọng hơn như Henry Kissinger. Tuy nhiên, tạp chí Câu chuyện chính trị Mỹ đã lột mặt nạ Henry Kissinger qua những trang sử tang thương ở khu vực Nam Á. Theo đó, Kissinger được phát biểu tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia CNI như một vị cố vấn cho chính quyền Washington đã hiến thân vì chủ nghĩa hiện thực. Tuy nhiên, một lần nữa, ông ta rất có thể ông ta phải thật sự nghiêm túc đối mặt với các câu hỏi. Ví dụ, chuyện ném bom đêm Giáng sinh năm 1972 vào Hà Nội và Hải Phòng, Việt Nam. Số người dân miền Bắc Việt Nam bị thiệt mạng trong cơn điên cuồng ở bước đường cùng của Mỹ khi đang dần thất trận. Số người dân Campuchia bị chết vì nạn diệt chủng của Khmer Đỏ và vì bom mìn cũng là những câu hỏi dành riêng cho vị cựu ngoại trưởng Mỹ. Nhắc đến những sự cố đen tối trong quá khứ của Kissinger, người ta ít khi kiêng dè về bản thân và sự hỗ trợ trung thành của ông ta đối với Tổng thống Nixon ủng hộ chế độ độc tài quân sự Pakistan đã thực hiện cuộc đàn áp đẫm máu người dân Bengal vào năm 1971. Khi còn làm cố vấn an ninh quốc gia thời Nixon, Kissinger đã đứng đằng sau kích động Pakistan, một đồng minh chiến tranh lạnh được đánh giá cao và có mối quan hệ ngoại giao quân sự khăng khít với Mỹ. Ngay cả khi chế độ độc tài Pakistan bấy giờ đã phá hoại cuộc bầu cử dân chủ, tắm máu người dân Bengal và đàn áp dã man người Hindu thiểu số ở Bengal. Mặc dù biết vi phạm luật Mỹ, nhưng năm 1971, Kissinger nhờ bóng của Nixon vẫn chuyển giao nhiều loại vũ khí cho Pakistan. Trong cuộc chiến với Ấn Độ, có một nhân vật ra sức bênh vực cho Kissinger, đó là Thượng Nhượng sĩ Blackwin, nhưng một nhân vật khác không ngần ngại vạch mặt ông ta, Thượng nghị sĩ Park. Ông đã từng tố việc Kissinger đưa vũ khí Mỹ vào Pakistan như một hành động diệt chủng nhân dân Nam Á. Trong những ngày then chốt trước khi quân đội Pakistan nổ súng vào ngày 25 tháng 3 năm 1971, các quan chức cao cấp Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo chính xác. Henry Kissinger không hề biết rằng một cuộc đàn áp quân sự sẽ thất bại và dẫn tới sự chia rẽ đất nước Pakistan thành hai miền Đông và Tây, gây ra tổn thất đến lợi ích chiến lược của Mỹ. Khi cuộc tàn sát bắt đầu, Andrew Bote, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Đông Pakistan, đã thẳng thắn lập luận: sự cứng rắn của Mỹ đã khiến Ấn Độ và Bengal ngả về phía Liên Xô. Harold Sauder, trợ lý cấp cao tại Nhà Trắng cho Kissinger về khu vực Nam Á, từng viết trong hồi ký: trong chừng mực nào đó thì lợi ích của người Mỹ có thể định nghĩa đơn giản về cân bằng quyền lực giữa các quốc gia. Điều sẽ phù hợp nếu yêu cầu một sự lựa chọn để nước Mỹ liên kết mình với 600 triệu dân Ấn Độ và Đông Pakistan và để lại 60 triệu dân Tây Pakistan hầu như bị cô lập hoàn toàn. Và Kenneth Keating, một cựu nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, người từng làm đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, đã rất bất bình trước hành vi tàn bạo của quân đội Pakistan bị Mỹ kích động, mà chủ trò là Ngoại trưởng Henry Kissinger cũng khuyên chính quyền Mỹ nên xây dựng một mối quan hệ tốt hơn với Ấn Độ, vì đó là đất nước lớn hơn, mạnh hơn so với một Pakistan đang sụp đổ, và Ấn Độ cũng là chiến lợi phẩm tốt hơn trong cuộc chiến tranh lạnh. Sau khi Nixon và Kissinger gửi một nhóm tàu sân bay tiến vào vịnh Bengal để đe dọa Ấn Độ, quan hệ Mỹ-Ấn Độ trở nên xấu chưa từng có. Do đó, cả hai nước đã phải mất hàng thập kỷ hàn gắn mãi đến tận thời Tổng thống Mỹ George Bush, quan hệ hai bên mới dần dần ổn định. Do Ấn Độ dồn dập tấn công Pakistan trong một cuộc chiến ngắn ngày, Kissinger đã bí mật gây sức ép với Trung Quốc nhanh chóng chuyển quân áp sát biên giới Ấn Độ như một động thái ủng hộ Pakistan. Nhưng ngược lại, Liên Xô hậu thuẫn cho Ấn Độ nên họ sẽ yêu cầu Liên Xô giúp đỡ. Nếu điều đó làm dấy lên một cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Liên Xô, Kissinger sẽ kêu gọi Nixon hỗ trợ Trung Quốc một khi cuộc khủng hoảng leo thang. Đó là mưu hẻm kế bẩn của Kissinger với mục đích để cho các bên Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Pakistan hỗn chiến, còn Mỹ sẽ là ngư ông đắc lợi. Kissinger tự cho rằng lập trường ủng hộ Pakistan của ông là đúng đắn và về mặt đạo đức, vượt qua và trên cả mối quan hệ với Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 1971, bằng tình cảm cá nhân, Nixon đã vỗ vai Kissinger tại phòng bầu dục rồi nói với đại ý rằng chính quyền Nixon sẽ bằng mọi cách triệt phá Ấn Độ. Này nhé, ngoại trừ vấn đề Trung Quốc, tôi sẽ không làm gì để giúp đỡ Ấn Độ đâu. Cuộc chiến ấy Ấn Độ-Pakistan nổ ra vào tháng 12 năm 1971. Khi đó Kissinger đã cố thuyết phục người Trung Quốc tiến quân chống lại Ấn Độ. Nhưng Trung Quốc đã do dự. Dưới áp lực của Đảng Dân Chủ trong Quốc hội yêu cầu chính quyền Nixon phải viện trợ nhân đạo cho hàng triệu người tị nạn Bengal đã chạy trốn vào Ấn Độ. Kissinger đã kiếm cớ tấn công Ấn Độ với lý do Ấn Độ tấn công một nước có chủ quyền là Pakistan nên Mỹ giúp Pakistan kháng cự. Cũng trong tháng 6 năm 1971, khi người dân Bengal tuyệt vọng đổ xô vào Ấn Độ vì nội chiến Pakistan, thì đội ngũ nhân viên riêng của Kissinger trong Nhà Trắng đã thẳng thắn cảnh báo người tị nạn Bengal ở Ấn Độ sẽ phải cần hơn 400 triệu USD một năm, nhưng trong khi đó Mỹ chỉ có 70 triệu USD. Do đó hậu quả tất yếu xảy ra, người tị nạn Bengal lần lượt chết vì bệnh tả và tiêu chảy trong các trại tị nạn tồi tàn ở các tỉnh biên giới đầy bất ổn của Ấn Độ. Người ta tự hỏi liệu đó có phải là ân huệ của Kissinger ban cho những số phận khốn khổ là người tị nạn Bengal. Những sự kiện đau thương tang tóc xảy ra năm 1971 chắc là người dân Nam Á sẽ không bao giờ lãng quên. Đến nay, nhiều người dân Ấn Độ căm phẫn và hành động tội ác của Kissinger và nước mắt của người dân Bangladesh vẫn chảy vì các vụ thảm sát của quân đội Pakistan có Mỹ đứng đằng sau gây ra. Kính thưa các cụ các mợ, là bài được đăng trên Công an Nhân dân online. Tại sao ở đây lại có cái cụm từ Bangladesh? Thưa quý cụ quý mợ, nhà cháu báo cáo với quý cụ quý mợ là Bangladesh trước đây nó từng là cái gì Tây Pakistan. Rồi sau cái cuộc chiến này nó mới tách ra làm hai nước. Đấy. Đông Pakistan là Pakistan bây giờ ở Đông Bắc Ấn Độ, còn Tây Pakistan bây giờ là nước Bangladesh ở Tây Bắc Ấn Độ ấy. Thế thì Thiết nghĩ rằng cái bài báo này ấy, thì nhiều điểm cần bình luận, và mỗi lần bình luận về nhân vật này ấy, về một cái sự kiện nào đó mà liên quan đến cái hành trạng chính trị cuộc đời của ông ta ấy, còn rất là nhiều. Có lẽ là Biên Ải xin dừng lại cái câu chuyện ở đây thôi, để chúng ta sẽ bình luận trong một cái dịp sau. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã để tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái chương trình lần sau.